Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA vừa cho biết, vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự của nước này vào sáng nay, 31 tháng 5, đã thất bại. Theo đó, tầng thứ hai của tên lửa gặp sự cố, khiến vệ tinh rơi xuống biển. Bản tin của KCNA có đoạn, tên lửa đẩy mang vệ tinh mới CSEOLLIMA-1 đã rơi xuống vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên sau khi bị mất động lực do sự cố khởi động bất thường của động cơ hai tầng trong lúc đang bay một cách bình thường. Người phát ngôn của NADA cho rằng nguyên nhân thất bại là vì độ ổn định thấp của hệ thống động cơ kiểu mới được áp dụng cho tên lửa đẩy CSEOLLIMA-1 và đặc tính không ổn định của nhiên liệu được sử dụng. Quan chức này cho biết, các nhà khoa học, chuyên gia và kỹ sư đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới vấn đề này. NADA khẳng định sẽ điều tra kỹ lưỡng những hạn chế lớn bộc lộ trong vụ phóng lần này, thực hiện các biện pháp khoa học và công nghệ khẩn cấp nhằm khắc phục và tiến hành vụ phóng thứ hai sớm nhất có thể. Quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận, phương tiện Triều Tiên vừa phóng đã rơi xuống biển Hoàng Hải. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vụ phóng được thực hiện từ khu vực Tongchangri, bờ biển phía tây của Triều Tiên vào lúc 6 giờ 29 sáng 31 tháng 5, theo giờ địa phương, và vật thể đã rơi xuống biển. Triều Tiên đã thông báo cho Nhật Bản và Tổ chức Hàng hải Quốc tế, IMO, về kế hoạch phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 5 đến 11 tháng 6. Giới quan sát nhận định, Triều Tiên dường như đang nỗ lực tăng cường năng lực giám sát tình báo và trinh sát. Đây được xem là một phần của những dự án quốc phòng quan trọng được công bố tại Đại hội lần thứ 8 Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra hồi đầu năm 2021. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia, NSC, vào sáng 31 tháng 5 để thảo luận về vụ phóng này. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản đã phát báo động, cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn kiên cố trong các tòa nhà hoặc dưới hầm ngầm. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đang thu thập thông tin để đánh giá xem liệu có bất kỳ tác động nào của vụ phóng đối với Nhật Bản hay không. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.